Em xin chào tất cả chị gái luôn ha. Em xin giới thiệu, em là Kim Hoa, nhân viên tư vấn bán hàng của cơ sở Ngọc Trai Sâm Long Phú Quốc. Và hôm nay em gái xin giới thiệu với mấy chị, đây là mẫu bông tai 2017 nha mấy chị. Bông này là bông 2017 luôn, bông chút đẩy nha mấy chị. Mua bông chút đẩy thì em gái tặng kèm cho mấy chị thêm chút nhựa silicon luôn. Mẫu này thì bên em là ngọc 8 ly kết hợp với bảy 925 bạc đeo không đen không xỉ màu. Em có màu này màu vàng, màu trắng, màu cam luôn. Mẫu 2017 bên em giá giảm cho mấy chị đẹp của em chỉ còn 699.000, giá 900 mua ngay bây giờ, em gái giảm cho mấy chị còn 699.000. Mẫu này rất là xinh luôn mấy chị ha, với màu vàng, màu trắng, màu cam đó. Mấy chị đẹp của em trên like thích mẫu bông tai 2017 comment cho em gái luôn, em đeo thử cho mấy chị xem luôn ha. Bông là bông chút đẩy nha mấy chị. Mua bông chút đẩy thì em gái tặng kèm cho mấy chị thêm chút nhựa silicon. Và mua hàng bên em thì em gái tặng kèm cho mấy chị thẻ bảo hành 3 năm. Dạ em đang email mẫu cho chị xem luôn. Bông này là bông 2017. Chị đẹp nào các em thích mẫu 2017, kèm mã sản phẩm, kèm màu, kèm số điện thoại bên dưới là có đơn luôn à. Và ngày nào em gái cũng live stream ở trang Ngọc Trai Phú Quốc nha mấy chị ơi. Trang có hình nền hai con rồng màu vàng, cái nền màu đen nha mấy chị. Mấy chị đẹp của em nhớ đón xem live của em nha mấy chị, vào lúc 12 giờ trưa cho đến 16 giờ hàng ngày. Dạ rồi, để được nhận ưu đãi nha mấy chị. Dạ rồi, cảm ơn mấy chị đã theo dõi video này của em luôn ha. Chúc tất cả chị đẹp của em một buổi chiều thật vui vẻ luôn. Dạ rồi, mua mẫu 2017 kèm mã sản phẩm màu dưới bình luận, số điện thoại là có đơn luôn. Cảm ơn mấy chị luôn ạ. Bye bye, chào mấy chị yêu luôn nha.